cái đồng hồ làm gì nó hư hoài vậy không biết. Mới mua chưa được một tháng trời nó mà hư. Cái gì mà ông nói bảo hành 6 tháng. Cái này sáng tháo thì có. Dữ gì trời. Đám cưới người ta mời mấy giờ vậy? 10 giờ. Xíu anh đi mình đi nha, công chuyện nhà lu bu quá à, em không có đi được đâu. Bị gì nữa vậy? Bị gì không biết nữa. Chạy trễ 15 phút. Dặn Kim lại gọi qua sao cũng y vậy nè. Xíu em có đi chợ không vậy? Có, chuẩn bị đi nè. Em đem cái đồng hồ này em ra chợ em sửa giùm anh luôn coi. Xíu em đi đám ơi. Em đi hơi lâu nữa nha. Trước 10 giờ được rồi. Cái thằng cha sửa đồng hồ này sửa kiểu gì vậy trời? Gì mà sửa đồng hồ giờ chạy sớm hơn 15 phút luôn rồi. Em ơi. Nó mất tiêu rồi trời. Em sửa đồng hồ ở chỗ nào vậy? Uy tín không vậy? Trên chợ có chỗ sửa đồng hồ đó. Chứ chỗ nào? Rồi bị gì nữa? Cái đồng hồ người ta chạy trễ 15 phút. Sửa làm sao giờ chạy sớm hơn 15 phút rồi nè. Gì kỳ vậy? Có gì đâu kỳ. Cái đồng hồ ông nó bị bệnh mấy ngày rồi. Hồi tuần trước 5 ngày có à. Đúng rồi. Nó đang chạy bù cho mấy ngày đó đó ông. Còn chừng nào nó chạy đủ thì nó chạy đúng giờ lại à. Phải không? Phải sao không phải? Thì sao đó giờ không biết trời. Thôi mệt quá. 9 giờ mấy rồi kìa. Lo chuẩn bị thay đồ đi đám đi. Thiệp em để trên bàn đó. Chuẩn bị thay đồ đi nè. Ủa? Có bỏ tiền trong này chưa em? Rồi, xong hết rồi đó. Em không phải hay quên với anh đâu. Hên xui. Quên bỏ tiền vô đây một cái mà đi đám ha. Dở ra không có tiền là đổi quần với người ta luôn. Xui gì xui dữ không biết. Nhậu một xíu bị vô thông bắt. Ây da. Ông đâu dữ cái trời. Tới nhà. Tới nhà. Quá giờ xỉn nè. Mới nghe ai la la vậy trời. Em ơi. Đóng teo trời. Trời ơi tới nữa rồi. Nhậu nhậu dữ này vậy trời. Rồi cái xe đâu? Giao thông hỏi nồng độ cồn 7 triệu. Thôi nhậu cho cố xác, biết phạt mà còn nhậu, tôi bỏ luôn. Đi đám cưới mà không bỏ thiệp, thấy mắc két. Nằm đó luôn đi. Đau dữ vậy trời. Nằm than từ hồi sáng giờ. Thấy mất mệt. Rồi có sao không? Xin chào bá luôn chứ sao chăng gì. Cho vừa. Ăn nhậu rồi sai xỉn. Về thì bị giao thông bắt. Bắt tiểu thôi, ta về nhà người ta tiểu đi. Tiểu bụi tiểu lùm cho ông chích xin chào bá gì đó. Hồi đi bác sĩ khám lấy thuốc uống đi. Xe đâu đi? Đi xe ôm đi. Công nhận nha, cái thuốc ông bác sĩ này em cho hay thiệt em. Mới uống có 3 ngày à, mà hết đau hết sưng luôn trời. Gì? Hết sưng luôn rồi hả? Xẹp lép ơi. Thiệt chứ, quên đi theo nữa. Đi theo chi? Đi theo dặn ổng để hút hết đau thôi, còn sưng rồi để nguyên.
tự nhiên để cho nó xẹp chứ không biết. Ở đây mình lép người ta.